Đây là 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 14 tháng 2 âm lịch năm 2024. À, thưa quý vị, ngày 14 tháng 2 âm lịch sẽ là ngày cực kỳ tốt lành đối với những con giáp này. Trong ngày hôm nay thì những con giáp có tên sau đây sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ, mua hàng thì được tặng quà, ra đường thì gặp được quý nhân, mọi dự định đang ấp ủ thì đều dễ trở thành hiện thực trong ngày hôm nay. Đầu tư thì một vốn bốn lời, người trong mộng thì đột nhiên chủ động ngỏ lời tỏ tình. Nói chung ấy, các bạn sẽ là người may mắn hết phần của thiên hạ. Vì vậy, đừng để cho ngày hôm nay trôi qua một cách vô ích mà hãy tận dụng nó để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, những dự định mà các bạn đã ấp ủ từ lâu. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả quý vị và các bạn may mắn trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 âm lịch là ngày bình tuất thì con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, những người tuổi mão có chính ân nó chiếu mệnh nên là cũng đỡ được cái áp lực phần nào cho công việc à, Tài không đợi tuổi Nhiều người tuổi hợi còn có kinh nghiệm làm Nhiều người tuổi hợi này còn có kinh nghiệm làm việc dễ dặn hơn cả cái tuổi của mình Cái sự hào hứng luôn thể hiện trong cái cách làm việc Khiến cho ai cũng muốn hợp tác và giúp đỡ các bạn Tiền bạc dư dôi nhờ cục diện là gì mão tuất lục hợp nó che chở à, Hơn nữa những người tuổi mão là những con giáp biết tiết kiệm, biết tàn tiện để lúc khó khăn hạn chế vay mượn người khác. À, trong ngày hôm nay nếu mà các bạn có dự định cầu tài cầu lộc thì cũng đừng chần chừ hãy chuẩn bị xuất hành và sửa soạn một chút lễ vật để được may mắn hanh thông đó lại được thêm quý nhân che chở giúp đỡ. Vậy nên cái chuyện tình cảm của những người độc thân khá là phong phú đa sắc màu hứa hẹn những cái trải nghiệm khá là thú vị à, không bao giờ quên được trong những cái thời gian này. Những người tuổi mão là những người khéo ăn khéo nói giao thiệp rộng nên rất dễ lọt vào mắt xanh của đối tượng khác giới, cơ hội làm quen tiếp cận, mở rộng cái mối quan hệ cũng sẽ rất nhiều. Bản mệnh tự tin thể hiện cái cá tính và lựa chọn được đối tượng theo cái tiêu chuẩn của mình. Dù cuộc sống không phải lúc nào nó cũng toàn màu hồng, nhưng mà bản mệnh biết suy nghĩ tích cực hướng đến những cái niềm vui để gì thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Vì vậy mọi vấn đề nó cũng được giải quyết một cách êm xuôi. À, theo đó, đời sống hôn nhân của những người tuổi Mão thì càng ngày càng được củng cố gia đình thì thịnh vượng, vợ chồng thì đón tin vui cả cái chuyện con cái. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để mang lại cái may mắn, tài lộc cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 14 tháng 2 ngày Bình Tuất không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị những người tuổi dần thì được thiên ân nó chiếu cố nó sẽ giúp cho những người tuổi dần tự tin ngẩng cao đầu trong mọi công việc. Các bạn nói năng khéo léo, biết xử lý khó khăn nên rất được lòng cấp trên. Trong ngày hôm nay thì để có lợi cho những ai làm quan chức công chức hoặc là gì nắm giữ những cái chức vụ cao làm quản lý cho công ty tài lộc sáng ngời nhờ được cục diện tam hợp là dần ngọ tốt, nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên thời gian gần đây thì dường như bản mệnh đã bắt đầu có được những cái dự định cho riêng mình trong chuyện tiền bạc mua bán à, sắp tới nhiều người sẽ mua được nhà sắm được xe và có được một mối làm ăn cực lớn một điều nữa may mắn đó là tin vui về con đường tình duyên tài lộc của những người tuổi những cái tuổi tuổi dần ấy, cũng sẽ đến với những con giáp này. Nếu mà chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình, thì quý vị có thể thúc đẩy cái nhân duyên và không khó để cho những người tuổi dần gặp được những người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vợ chồng thì thuận buồm xuôi gió. Một số cặp vợ chồng sẽ có thể đón tin vui trong ngày hôm nay. À, thêm nữa, cái vận trình sức khỏe của những người tuổi dần cũng không có gì phải lo lắng khi mà các bạn luôn cảm thấy sung sức và đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. À, thế nhưng các bạn cũng không nên chủ quan lơ là đến cái việc chăm sóc sức khỏe của cơ thể. À, thêm nữa trong ngày hôm nay ấy, thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi dần, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ hai. À, thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2 lịch ngày Bình Tuất thì đó chính là những người tuổi ngọ. À, kính thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi ngọ bước vào cái ngày 14 tháng 2 lịch ngày bính Tuất này thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái vận khí nó cũng sẽ hanh thông, mưu sự thì dễ thành. À, công việc trong cái ngày hôm nay cũng tăng tiến xuân sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối. Cái sự nỗ lực của các bạn quy đổi bằng những cái thành quả xứng đáng dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm tự do ấy, thì các bạn đều hài lòng với những cái kết quả mà mình đã đạt được. Cái việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch cũng sẽ gì thuận lợi trong cái ngày hôm nay, dẫn đến chuyện là đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho các bạn không ít cái lợi nhuận. Bên cạnh đó, cái tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi ngọ trong ngày hôm nay cũng khá là khả quan, doanh thu thì đạt được cái mức cao, có thể gì thậm chí bằng cả thời gian từ trước đến nay cộng lại ngay từ bây giờ quý vị cần phải lên một cái kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. À, tuy nhiên tiền bạc của những người tuổi ngọ được dư dôi cũng nhờ cục diện tam hợp là dần ngọ tuất nó chiếu cố. À, đúng là những người sống lương thiện thì được trời thương. Ai có chủ dập thì các bạn vẫn kệ họ, các bạn vẫn gì có tiền tiêu đều đều là được. Một số người còn tìm ra cái mối làm ăn mới đem lại cái lợi nhuận cao cho bản thân và cho công việc. Thêm nữa trong ngày hôm nay thì được cục diện ngũ hành nó tương sinh nó sẽ giúp cho cái tình duyên của những người tuổi những người tuổi ngọ được khởi sắc gần đây thì những người tuổi ngọ cũng nhận được những lời khen mát tai và được người khác giúp đỡ lúc ốm đau thì cũng có người đến hỏi han và không bị cô đơn hay buồn túi các bạn có đi thì họ sẽ cũng sẽ có lại vậy nên các bạn nên hoan hỉ đón nhận mọi sự trợ giúp từ người khác vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày 14 tháng 2 âm lịch ngày Bính Tuất thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, nói chung với những người tuổi thân được cục diện tam hội nó trợ vận nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi thân sẽ đạt được nhiều cái thành tựu cho công việc cảm giác chinh phục nhận được những thử thách nào đó khiến cho các bạn cực kỳ là phấn khích. Một số người khác còn khéo léo thì còn buôn may bán đắt nên thu được nhiều khách hàng tiềm năng và lâu dài. À, công việc thanh thông dẫn đến con đường tiền bạc tài lộc của những người tuổi ấy. tuổi thân ấy cũng được Hanh thông thuận lợi, lại được thêm thiên tài nó dẫn đường chỉ lối nên những người tuổi thân không cần phải quá lo lắng. Các bạn đang cố gắng kiếm thêm tiền để thời gian tới à, lo cho được cái công việc cũng như là cuộc sống quan trọng của mình. Với cái tinh thần tiết kiệm thì những người tuổi thân cũng sẽ không phung phí như mọi khi nữa. Thêm nữa, trong thời gian này tình duyên nó nở hoa nhờ cục diện là ngũ hành tương sinh. Vậy nên những người tuổi thân ấy vừa giỏi kiếm tiền lại rất là độc lập, tự tin đến mức là không cần ai khác phải giúp đỡ. Ở à, trong thời gian này thì mọi người cũng được gì bạn bè đồng nghiệp yêu quý hỗ trợ hết sức nên là công việc cũng như là cái chuyện tình duyên cũng được thăng hoa một cách bất ngờ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hậu thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 âm lịch ngày Bình Tuất thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. À, thưa quý vị, công việc của những người tuổi Dậu trong ngày 14 tháng 2 âm lịch ngày Bình Tuất này thì nhờ có tâm hội là thân Dậu Tuất nó dẫn đường nó chỉ lối. Vậy nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Các bạn có thời gian để dành cho bản thân vì các bạn đã làm công việc xong từ trước đó. À, các bạn cũng có những À, các bạn cũng có được những cơ hội tốt để thay đổi cái công danh à, có gì đất để thể hiện cái năng lực của bản thân nhiều hơn bên cạnh đó có đường tiền bạc tài lộc của những người tuổi dậu ấy cũng được tăng tiến nên là gì cũng dồi dào hơn trước rất là nhiều các bạn sẽ có cơ hội được người khác trả nợ được mời đi ăn hoặc là được gì à, buôn may bán đắt bán hàng thì đắt biếu tôm tươi lại thêm được quý nhân nó trợ giúp tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu thì cũng được khởi sắc do được cục diện là tốt thổ sinh cho Dậu Kim. Vậy nên nhờ biết nhượng bộ mà các bạn ấy đã buông bỏ được ý kiến, buông bỏ được quan điểm vì lợi ích cá nhân của mình và giúp cho con đường tình duyên nó được thuận lợi, may mắn nhiều hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ, Dậu, xửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tuất. À, thưa quý vị, những người tuổi tuất được thực thần nó trợ mệnh vậy nên nó cho biết công việc của những người tuổi tuất trong ngày hôm nay có những thành tựu nhất định nhưng mà vẫn gì rất ổn định à, các bạn có được một chút may mắn và cái tinh thần hứng khởi trong ngày hôm nay thi thoảng còn được đồng nghiệp khen ngợi bên cạnh đó vận trình tài lộc của những người tuổi tuất trong ngày hôm nay cũng không tồi có thể tìm được những cái lợi thế cho mình nhất là những người kinh doanh buôn bán thì lại gì gặp được rất nhiều cái may mắn các bạn là con giáp nhanh nhẹ nên là hiếm khi để cơ hội nó vụt bay mất Thêm nữa, cái đường tình duyên ổn định nhờ hai hành tổ tương hòa, vậy nên con giáp này có thể nói rõ về vấn đề về của mình. À, chắc chắn người ấy cũng sẽ cảm thông cho các bạn. Vậy nên trong cái ngày hôm nay, các bạn nên nắm bắt lấy cơ hội để có được cái tình cảm như ý đối với mình. Vì thế để gia tăng cái vận may về tài chính, tài lộc cũng như là tình cảm đối với những người tuổi Tuất, các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2 âm lịch, ngày Bính Tuất. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần may mắn chiếu mệnh, thần tài gọi tên. À làm gì cũng dễ gặp được cái thành công may mắn đó do được nhiều cái cát tinh nó chiếu rọi nên là đây sẽ là những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay đó là những tuổi sau một là tuổi mão hai tuổi dần ba tuổi ngọ bốn tuổi thân năm tuổi dậu và sáu là những người tuổi tuất đó là sáu con giáp được thần may mắn chiếu mệnh trong ngày hôm nay à rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn